Ohayo gozaimasu. Nếu bạn nào thắc mắc một ngày đến trường của du học sinh Nhật Bản là như thế nào thì hãy cùng đi theo mình và nhớ xem hết video này nha. Hôm nay là mình sẽ học ở tầng 4. Đây là các dãy phòng học ở trường mình của tầng 4. May quá, vẫn chưa có ai đến hết. Và chỗ ngồi của mình là đây. Lúc mới đầu vào thì mình ngồi ở đây, xong rồi cô giáo mới bảo là các em đừng có chuyển chỗ để cô có thể nhớ tên mọi người. Đây là phòng ăn của trường mình. Có 5 cái máy bán đồ, bán hàng tự động. Mình sẽ mua một bịch bánh ở đây, bánh 90 yên này nha. Bánh tôm này nè, để ra chơi mình có thể ăn. Ok, bỏ tiền vào đây. Cái bánh đó là số 8 nha. Ok, đây, nó có một cái thanh đưa lên ngay số 8. Xong nó đẩy bịch bánh ra. Mình muốn ăn cái bịch ở trong. Lấy tiền thối lại cho mọi người xem. Hôm nay đúng kiểu tiêu chí áo trắng có làm anh lo lắng, mặc váy đỏ bỏ cả thế giới để yêu anh. Lầu 5 có màu chủ đạo là màu vàng. Hôm qua thì mình học ở phòng này. Tầng 6 này có màu chủ đạo là màu xanh. Nè, các phòng học cũng màu xanh. Đó, mọi người thấy mấy dãy phòng học ở trong đây không? Tầng 7 là một cái màu pastel, màu hồng với lại màu tím. Xinh ơi là xinh luôn. Sáng chưa ăn gì mà đi hết mấy tầng mà mệt quá. Bây giờ phải trở lại xuống dưới để mà đủ sáng. Bữa ăn sáng rất quen thuộc cùng với một chai mầm lúa non và một cái bánh crepe nhân chuối, kem với lại sô-cô-la mình mua ở mini stop. Ăn xong thì mình sẽ cắm tai nghe vào nghe nhạc. Buổi sáng là phải nghe những cái bài dễ thương như thế này nè, để tinh thần mình cảm thấy lạc quan, yêu đời và phấn chấn hơn. Vừa nghe nhạc thì mình cũng vừa xem sơ qua là hôm nay sẽ học cái gì, rồi mình tô màu vào những cái từ mới để tra cách đọc cũng như ý nghĩa của nó trước khi vào học. Ánh đang rất chăm chỉ. Mọi người có nghe tiếng chuông không? Cái tiếng chuông này là vào học nè. Ta-da, cuối cùng cũng được kêu kê rồi nè. Giờ mình sẽ được nghỉ giải lao 15 phút trước khi vào học tiếp. Có 90 yên thôi. Biết mua ở đâu không? Ở mấy bán hàng tự động ở dưới trường mình á. Có hả? Có. Tranh thủ giải trí xem một chút phim Hàn Quốc. Phim này là phim tâm lý tội phạm á, xem sợ lắm. Mình vừa mới tan học xong, bây giờ sẽ dẫn mọi người đi mua cơm trưa cùng với mình. Tại vì hôm nay mình học 2 buổi ở trường, chiều mình vẫn còn có tiết ở trường á. Mình đã đi rất sớm rồi đó mà mọi người nhìn cái hàng mua cơm kìa. Ôi dài thế. Chết rồi, không biết tới lượt mình sẽ còn cơm gì nữa. Vào trong đó và là phải lấy và mua ngay. Cho nên là mình đã phải chuẩn bị trước tiền. Một sen 50 yên để mà cho người ta dễ thối. Một hộp sẽ là 350 yên nha. Mình đã đến được tới cửa rồi. Đó, mọi người có thấy ở trong kia không? Kiểu là đi đến là phải lấy hộp cơm ngay, không có được suy nghĩ đâu. Đứng ở đây là mình đã phải xác định là mình ăn cái gì, đi đến cái chỗ đó là lấy luôn, chứ không có đứng lựa được. Vì ở phía sau có rất là nhiều người đang xếp hàng.
Món nào cũng ngon hết. Tất cả những cơm đó đều đồng giá 350 yên. Ok, mình đã quyết định là mình sẽ ăn hộp này rồi. Ok, đây. Đây đây đây. Rồi bây giờ mình tắt máy để tính tiền đây. Bây giờ mình sẽ mua cái tapioca midukuti, trà sữa trân châu mà 300 yên này, vì nó rất là rẻ luôn. Ui, mình vừa mới phát hiện luôn chỗ đó, tức là người ta để mình tự bỏ tiền vào trong hộp ấy, chứ không phải là đứng có người đứng bán. Thích ghê, chỉ có 300 yên thôi. Bình thường nếu như mà ở những cái tiệm lớn á, sẽ là 500-600 yên. Trưa thứ ba nào mình cũng sẽ ăn trưa với lại Ánh, với lại Maya Trần là một bạn người Nhật. Nhưng hôm nay xếp hàng hơi lâu, thì không biết về đến chắc là Ánh với lại là Maya Trần đã ăn trưa xong hết rồi. Cái trà sữa trân châu này á, cái mùi giống như là được pha từ trà lít tông á. Trân châu thì dai dai. Nói chung mình nghĩ 300 yên cho một cái ly như thế này là rẻ. Cái đường này được cái là rất là mát á, nên là đi bộ mua, để đi mua đồ ăn thì cũng không có gì phải ngại hết. Cây cối rất là nhiều luôn. Đã lúc mình quay thì mọi người cũng thấy ở phía trên mình toàn là cây xanh thôi. Tại vì đây á, thuộc khuôn viên của trường đại học Meiji Daigaku nè, thế nên người ta trồng cây rất là nhiều luôn. Còn đây á, là trường của mình nè. Ở bên ngoài được xây bằng một cái màu gạch ngói đỏ, nhìn nó hơi cổ kính một chút, nhưng bên trong thì rất là hiện đại. Mình đã về đến phòng ăn rồi. Đây, bây giờ sẽ ăn cơm này, với lại là uống trà sữa. Sau buổi nghỉ trưa, mình sẽ vào học tiếp ở phòng này. Đây là cái hộp viết của mình. Còn đây là sách sẽ học ở tiết tiếp theo. Lu. Here. こちらお通しでございます。こちらお通しでございます。Here's a small dish to go with your drink. Đây là những cái ghi chép của mình trong tiết học ngày hôm nay nè. Học cô này á, cô rất là thích vẽ hình, cho nên là mình cứ bắt chước vẽ theo. Bây giờ trời đang mưa, cho nên là mình phải mặc áo mưa để mà đạp xe về. Khi mà chạy xe đạp, nếu mà trời mưa mà vừa một tay cầm ô, một tay đạp lái xe thì sẽ rất là nguy hiểm. Cho nên lúc nào trên đỗ xe của mình thì mình cũng để một cái áo mưa như thế này. Bây giờ là tầm khoảng 3 giờ mấy, 4 giờ gì đó. Hồi nãy mình tan học lúc 3 giờ xong rồi về. Hôm nay mình không có đi làm, chỉ có đi học thôi. Tại vì học từ sáng cho tới chiều, mệt quá nên không xếp lịch làm ngày hôm nay. Vừa nãy mình vừa ghé Combini mua đồ ăn ở ngoài để trên đỗ xe rồi nè. Bây giờ đang trên đường lái xe về thôi. Về tới nhà là một đống quần áo chờ sẵn để mà phải xếp. Hồi sáng này lúc mà trước khi đi học á, coi dự báo thời tiết là hôm nay trời mưa, thế là phải gom hết cái ống đồ vào trong nhà để trong đây, để giờ này về xếp lại. Thật ra là không biết nên vui hay là nên buồn. Tại vì dạo gần đây á, mình xài tiền, mình mua đồ một cách hơi vô tội vạ một chút. Cho nên bây giờ chưa đến ngày nhận lương mà bớt tiền của mình nó đã nhẹ tên rồi. Mình đã cố dặn lòng là từ đây cho đến cái ngày mà nhận lương là ngày 20 á, mình sẽ chỉ được mua đồ ăn thôi. Là đồ ăn một ngày ăn 3 bữa đúng không? Là chỉ mua đúng 3 bữa ăn thôi, không ngoài ra không được mua cái gì nữa hết. Nhưng mà đó, đời thì nó đâu thể nào nằm trong sự tính toán của mình được. Hôm nay mình đã mua hai cái này. Một cái áo ở ngoài sau có dúng. Mọi người biết tại sao mà mình mua cái áo này không? Tại vì lúc mà mình vừa bước vào cửa hàng á, mình thấy một cái chị nhân viên trong đó mặc cái áo này rất 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 là xinh luôn. Thế là mình tìm mua.
cho bằng được cái áo giống với cái chị nhân viên đó đã mặc nè. Giá của cái áo này á là 4 sen 309 yên, 4 sen 4309 yên đó. Là giá đã bao gồm thuế rồi. Nhân tỷ giá hiện tại nó sẽ tầm khoảng 900 ngàn tiền Việt Nam. Khi mà nó đã được sale rồi thì giá của nó là, giá tiền Nhật là 2 sen 413 yên. Mình thấy là một cái áo như thế này mà giá 2 sen mấy là một cái giá hết sức bình thường ở Nhật nha. Nếu như mà quy ra tiền Việt thì tụi mình sẽ thấy là nó hơi đắt một chút. Thì thôi, trước sau gì mình cũng mua đồ, mua ngay lúc sale đỡ hơn là mua ngay lúc không sale. Mặc dù không có ý định mua, nhưng mà một khi thấy đồ sale là lập tức sẽ có cái suy nghĩ, thôi đang sale không mua, mai mốt nó hết sale rồi lại tiếc. Đó, cứ vì như vậy mà cái bóp tiền của mình đến giờ nó nhẹ tên là vậy đó. Một cái chân váy dài, giống như cái chân váy mình đang mặc nè. Chân váy mình đang mặc nó cũng dài dài. Phải đứng lên đây mọi người mới thấy. Cái váy này cũng có giá bằng với lại cái áo luôn. Chắc là hôm nay các bạn sẽ thắc mắc tại sao mình không có đi làm. Tại vì khi mà bắt đầu nhập học vào trường Semon á, cái lịch học của mình nó nhiều hơn lúc mà còn học ở trường Tiến. Và có những ngày là mình phải học đến 3 giờ chiều. Dạo gần đây thì mình cũng có quá trời là những thứ linh tinh phải giải quyết nữa. Bản thân mình không thể nào mà cùng một lúc ôm đờm hết tất cả mọi thứ được, mà mình phải phân chia nó ra và chấp nhận buông cái này để mà nắm cái khác đó. Thế nên là mình không thể ép bản thân mình quá được. Mình ở một cái mức độ vừa phải, phải cho bản thân mình có thời gian được nghỉ ngơi, thư thả một chút, chứ không có lúc nào cũng dồn mình vào cái công việc. Thì như vậy mặc dù là sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, sống một cuộc sống thoải mái hơn, mình sẽ đi ngủ một chút. Tại vì mình thật sự là hơi bị đuối rồi. Bây giờ là 6 giờ rưỡi. Mình sẽ cài báo thức để mà ngủ cho tới 7 giờ rưỡi. Sẽ ngủ một tiếng. Đây, cài báo thức 19:30. Mình học từ sáng 9:20 cho tới 3 giờ chiều, học liên tục như vậy thì não mình nó đã cần phải được ngủ lại để là có thể tỉnh táo làm những việc tiếp theo rồi. Rồi, hẹn mọi người tiếng nữa gặp lại. Lúc nãy mình cài báo thức 7 giờ rưỡi đúng không? Xong, báo thức reo. Mình đã tắt nó đi mà mình không biết luôn. Mình ngủ một mạch. Bây giờ đã là 22:16 rồi. Bữa ăn rất đạm bạc của gia đình tụi mình. Đầu tiên mình sẽ nhúng cho bánh chén nó mềm ra. Rồi, hốt rau vô. Đó, hốt đủ các thể loại nhà rau vô đây. Em trái kỳ hả? Trái kỳ hả? Trái sao? Em ăn túm hả? Đáng lẽ em phải trả là nó thẳng thẳng vậy nè, để hồi nãy em quấn nó vô. À đúng rồi. Thì em túm này bốn phía vậy này, cái thành cái cuốn tròn như vậy. Xong rồi mình sẽ xé gà. Mình sẽ cuốn nó vào. Đó, chết. Không sao, không sao. Cuốn kiểu gì nó cũng vô miệng mình mà. Miễn là nó thành cục gì đó là được. Hồi nó ăn thấm đạm. Giảm vậy. Ăn xong rồi bây giờ sẽ bắt đầu vào ghi những cái giấy tờ để mà xin visa mới. Đây, mình đựng nó trong một cái túi. Là toàn bộ những cái giấy tờ xin visa của mình đều ở trong này. Rất là nhiều các thể loại giấy tờ mà mình phải ghi. Lúc đầu sẽ ghi bằng viết chì hết toàn bộ. Xong rồi sau đó mình sẽ đem lên trường, cho trường check. Thì trường mình có phát sẵn cho mình một cái bộ hồ sơ mẫu như thế này. Đó, trong đây người ta đã có ghi mẫu hết những cái mà cần phải ghi. Mình sẽ ghi lại tương tự như vậy với thông tin của mình qua cái bộ hồ sơ này. Hồi ở trường Tiến là trường Tiến người ta sẽ giúp mình xin. Còn bây giờ lên Semon, những bạn ở bên này lên Semon hoặc là đại học thì đa số là các bạn phải tự đi xin. Mình cũng định là sẽ làm một cái video chia sẻ kinh nghiệm làm hồ sơ xin visa này, nhưng mà mình thấy là cũng không có gì để gọi là kinh nghiệm hết. Đây cũng là lần đầu tiên mà mình tự đi xin visa.
Mà mình nghĩ khi mà mọi người sang đây vào đại học hay là sê môn rồi, chắc chắn là trường sẽ có những cái buổi hướng dẫn viết hồ sơ, với lại là cho mọi người những cái mẫu giống như thế này, nên là mọi người không có gì phải lo hết. Cái hôm mà mình đi nộp hồ sơ thì mình sẽ cố gắng vlog lại cho mọi người xem cái quá trình đi nộp như thế nào, để mà các bạn nếu mà có đi xin visa thì sẽ không có bị lúng túng. Thật ra thì mình cũng mới đi lần đầu cho nên chắc là mình sẽ lúng túng hơn đó. Bây giờ đã là hơn 1 giờ sáng rồi, mình mới hoàn thành xong hết mấy cái giấy tờ xin visa. Mình đã cho nó hết vào trong cái ba lô, ngày mai đi học rồi. Để mà xin visa thì mình sẽ cần phải photo tất cả những cái giấy tờ như là sổ ngân hàng, rồi passport, hộ chiếu nè, rồi mấy cái bằng cấp, với lại là giấy gửi tiền từ Việt Nam qua đó. Với lại là mình đã soạn hết những cái sách vở ngày mai vào trong cặp này rồi. Giống như hôm trước đó, trong cái video trước á, mình có nói đó là tối là mình sẽ soạn hết tất cả mọi thứ vào trong ba lô, để mà sáng dậy không có mất thời gian soạn, hoặc là không có bị quên những cái thứ quan trọng cần thiết để mà đi học á. Rồi bây giờ sẽ dưỡng da thật là nhanh, xong rồi đi ngủ thôi. 1:30 rồi, phải làm cho xong cái việc mà mình đã đặt ra rồi thì mới đi ngủ được. Lúc mà còn ở Việt Nam á, mình đọc một cái bài, người ta nói là nếu như mà đi ngủ sau 11:30 á, là da sẽ bị sạm đen và sẽ rất là dễ nổi mụn. Không, nếu như mà đang bị mụn thì sẽ không thể hết mụn được nếu không ngủ trước 11:30. Thế là hồi trước ở Việt Nam nha, cứ đúng 11:00 là mình lên đi giường đi ngủ, bất chấp là đã học xong chưa hay là đã làm cái gì đó thì nhất định là phải ngủ trước 11:30. Chỉ trừ những cái hôm nào mà đặc biệt lắm á, thì mới thức tới tầm 12:00 mấy đã là trễ lắm rồi. Rồi, nói thế thôi rồi, bây giờ đi ngủ. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem cái vlog ngày hôm nay nha. Hẹn gặp mọi người ở những cái vlog, những cái video tiếp theo.